Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy giày Richis và tình hình xây dựng khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương, làm việc với huyện Nho Quan về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, năm 2020, số vốn ngân sách trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu là hơn 27 tỷ 200 triệu đồng. Đến ngày 25 tháng 10, đã giải ngân đạt 99%. Tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cấp theo kế hoạch năm là hơn 63 tỷ 300 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 44,2% so với kế hoạch. Tổng số vốn ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch là trên 81 tỷ 400 triệu đồng. Số vốn giải ngân mới đạt 34,3%, tổng số vốn ngân sách huyện đầu tư là hơn 85 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 55%. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của huyện Nho Quan là do ảnh hưởng cuộc dịch bệnh Covid-19 làm chậm tiến độ thi công của các công trình, các quy định về luật đầu tư công có sự thay đổi, năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế. Hiện tại huyện đang tập trung để nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, đảm bảo từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành 100%. Qua kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp và làm việc với huyện Nho Quan, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn để bảo đảm sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cho người lao động. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của huyện đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện và chỉ đạo các ngành liên quan, quan tâm tại điều kiện hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới, các dự án phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trong quá trình lập quy hoạch vùng, huyện cần lưu ý tìm công ty tư vấn có kinh nghiệm để đảm bảo yếu tố vùng miền đặc thù, đảm bảo cơ sở hạ tầng, giao thông hiện đại, đồng bộ, từ đó làm cơ sở thu hút đầu tư và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.